Thầy chào các em, hôm nay thầy sẽ đưa đến cho các em những cái bài toán trọng điểm trong chuyên đề sóng cơ học của chương 2, chương trình vật lý lớp 12. Các bạn đã biết rồi, chương 2 sóng cơ học của chúng ta nó gồm 4 phần chuyên đề, đó là chuyên đề sóng cơ, chuyên đề giao thoa, chuyên đề sóng rừng và chuyên đề sóng âm. Thì Mỗi video, mỗi buổi thì sẽ quay cho em những bài toán trọng điểm của từng chuyên đề Và chuyên đề hôm nay là chuyên đề đầu tiên, chuyên đề sóng cơ học Sau đó ta sẽ đến phần giao thoa, sóng rừng, rồi sóng âm các bạn nhé Đấy, thì ở đây thầy đưa các em bài tập là từ lý thuyết căn bản Đấy, từ những bài tập cơ bản đến những bài tập nâng cao và vận dụng Và sẽ có những cái bài vận dụng cao ở cuối cùng để cho các em luyện tập uh, Buổi học ở đây của chúng ta có thể vừa làm ôn tập chương, vừa để luyện tập hay cũng vừa làm để tổng ôn kiến thức cho các em sau này trước kỳ thi đại học của các bạn nhá. Thì thầy sẽ đưa các em những bài toán mà nó sẽ nâng từ từ để các bạn làm quen dần, làm quen dần với cái trường học số 2 và cũng giúp các bạn tổng ôn lại những kiến thức mà các bạn đã từng học qua ở cái chương 2 này. Ok các em. Thầy chữa các em một câu sau. Khi thầy đọc câu này và chữa câu này có thể nhiều bạn thấy giật mình bởi vì nó nhìn thì cồng cành Nhưng mà giải thì lại ngắn gọn và dễ hơn rất là nhiều cái đầu bài của chúng ta Đầu bài, sóng cơ truyền từ môi trường 1 sang môi trường 2, bước sóng tăng 5 mét Các bạn lưu ý luôn là các bạn cứ giả dụ như là sóng truyền từ không khí, đúng không ạ Vào trong môi trường nước chẳng hạn, đúng không ạ Thì mật độ môi trường tăng tốc độ nó sẽ tăng lên vì tần số là sẽ không đổi đúng không ạ đấy thì f không đổi mà v tăng thì lambda sẽ phải tăng bởi vì có chúng ta có được là v bằng lambda nhân cho f khi sóng đi qua các môi trường thì tần số là không đổi nếu như mật độ của môi trường tăng ví dụ từ không khí vào trong nước đúng không ạ thì v sẽ tăng v tăng mà f không đổi chứng tỏ lambda phải tăng đúng không? Bước sóng tăng 5m khi chuyển từ môi trường 1 sang môi trường 3, chuyển từ không khí vào môi trường rắn thì bước sóng tăng tận 8m, đúng không ạ? Bởi vì là gì nhỉ? Đi vào môi trường rắn, đúng không ạ? Đấy thì mật độ tăng nhiều hơn môi trường lỏng thì bước sóng nó tăng nhiều hơn, tăng tận 8m. Còn khi chuyển từ môi trường 2 sang môi trường 3 thì bước sóng tăng hay giảm bao nhiêu? Mình vừa đã lấy ví dụ rồi Mình gán không khí là môi trường 1 Nước là môi trường 2 Và rắn là môi trường 3 Tức là lỏng là môi trường 2 đấy Đúng không? Thì từ lỏng mà sang rắn chắc chắn bước sóng phải tăng Nên mình sẽ chọn đáp án là B hoặc là C hay chưa? Vậy giờ tăng 3m hay tăng 13m Thì cái số 3 và cái số 13 ấy Nó chính là tổng hoặc là hiệu của 8 và 5 Đúng không? Thế mình xem là tăng bao nhiêu Đúng không ạ? Đến đây nhiều bạn cũng ngờ ngợ đoán đáp án rồi, thầy sẽ làm luôn nhé. Ví dụ môi trường 1, đúng không ạ? Mình gọi bước sóng là lambda 1. Môi trường 2, mình gọi bước sóng là lambda 2. Người ta bảo là chuyển từ môi trường 1 sang môi trường 2, bước sóng tăng 5m, tức là lambda 2 bằng lambda 1 cộng cho 5. Đúng không ạ? Bước sóng môi trường 3 chính là lambda 3. Thì chuyển từ môi trường 1 sang môi trường 3, bước sóng của chúng ta tăng 8m. Đúng không? Thì lambda 3 bằng lambda 1 cộng cho 8 đúng không à. ạ vậy truyền từ môi trường 2 sang môi trường 3 bước sóng tăng bao nhiêu muốn biết tăng bao nhiêu mình lấy lambda 3 trừ lambda 2 là bước sóng trong mỗi môi trường đúng không à? ạ mỗi môi trường sẽ có một bước sóng một tốc độ truyền khác nhau còn thì nhờ, tần số nó sẽ là giống nhau nghe chưa các bạn lấy lambda 3 là bước sóng trong môi trường 3 trừ lambda 2 là bước sóng trong môi trường 2 chưa trừ cho nhau thì chính là nhịp bao nhiêu gọi nhỉ? Chính là 3 m Chứng tỏ bước sóng tăng lên 3 m Nhìn bài toán có vẻ rất cồng cành, đọc có thể hơi khó hiểu một chút, nhưng khi làm thì bạn nào nó nhanh thì bạn này quá dễ, đúng không ạ? Đấy, gặp lần gặp lại lần, lần nữa thì thôi khoảnh bà luôn, lấy hiệu của hai cái luôn các bạn nhá. Đấy, đáp án tối nào bạn gì nhỉ? Đáp án là B chính xác. Bài toán này sẽ khó hơn ở cái việc là tăng bao nhiêu lần hoặc tăng bao nhiêu phần trăm chứ còn cho số cụ thể này này thì vẫn là rất hiền và rất dễ đúng không? Nó phải là tăng bao nhiêu lần hoặc là tăng bao nhiêu phần trăm thì chúng ta thấy là nó khó hơn khá là nhiều các bạn nhé. Thầy trước em một câu tương tự câu vừa nãy thì các bạn đã biết làm câu vừa nãy rồi thì sang câu này của chúng ta liệu chúng ta có làm thật nhanh và đúng hay không? Các bạn nhìn đầu bài nhé. Sóng cơ truyền từ môi trường 1 sang môi trường 2 bước sóng tăng 1,6 lần, từ môi trường 1 sang môi trường 3 bước sóng tăng 2,8 lần. Vậy từ môi trường 2 sang môi trường 3 bước sóng tăng hay giảm bao nhiêu lần? Y hệt như vừa nãy thôi. Thì gặp bài đầu tiên có thể bỡ ngỡ, bài này thì chúng ta làm ngon đúng không ạ? Yeah. Thì ta có được luôn là bước sóng theo môi trường 1 gọi lambda 1 Bước sóng theo môi trường 2 gọi lambda 2 Lambda 2 của chúng ta bằng lambda 1 nhân với lại 1,6 Đúng không ạ? Tăng là phép nhân nhân 1,6 lần Đúng không ạ? Tiếp theo là lambda 3 của chúng ta Là từ 1 sang 3 thì tăng 2,8 lần Vậy lambda 3 bằng lambda 1 nhân với lại 2,8 lần Đúng không ạ? Vậy muốn biết là từ 2 sang 3 bước sóng tăng hay giảm bao nhiêu lần Thì ta lấy luôn là lambda 2 thôi lambda đá 3 đi đúng không ạ lấy lambda đá 3 chia cho lambda đá 2 đúng không ạ lambda đá 3 chia lambda đá 2 bớt lambda đá 1 đi rồi còn là 2,8 đúng không chia cho 1,6 đúng không ạ sao bao nhiêu các bạn nhỉ 1,75 1,5 là số lớn hơn 1 chứng tỏ nó tăng lên đúng không ạ nhá nó tăng lên 1,75 lần đáp án của tôi là đáp án B chính xác ok cho các em nhỉ rồi cái kiểu này đã xong rồi nha các bạn nhé thầy chữa các em câu tiếp theo Đây là một câu về đồ thị sóng cơ học Và yêu cầu viết phương trình của một điểm trên dây Nha. Thực chất của chúng ta là có một sợi dây đàn hồi Và khi có sóng lan truyền qua Thì tại một cái thời điểm nào đó Thời điểm ban đầu ở đây này Người ta cho là hình dạng sợi dây Tại thời điểm T bằng 0 Nha. Chứ không phải là đồ thị của sóng cơ đâu Thực chất đây là hình ảnh của sợi dây Và sợi dây là sợi dây đàn hồi Khi có sóng truyền qua Nó có dạng hình sin Các bạn tưởng nó là đồ thị sóng cơ thực ra nó là hình dạng của sợi dây sợi dây sờ được luôn nha bằng thật luôn đấy chưa nhỉ nhá và đây là đồ thị của li độ trong không gian nó miêu tả hình dạng của sợi dây ở một thời điểm chứ nó không miêu tả là một chất điểm nào đó đang lan truyền đấy ở theo thời gian thì à, biểu diễn li độ của điểm đó theo thời gian chúng ta không có trục thời gian nào hết trục li độ và trục không gian nghe chưa còn đây là xét ở một cái thời điểm t bằng không nghe chưa còn sau thời điểm này hình dạng sợi dây lại khác đi Nghe chưa nhỉ? Nhá, lưu ý đây là đồ thị của ly độ trong không gian chứ không phải đồ thị của ly độ theo thời gian. Các bạn lưu ý nhá. Rồi, thì các bạn nhìn đây này, để viết được phương trình của một điểm bất kỳ, các bạn cần có cái phương trình tổng quát là u bằng a cos omega t cộng với phi không. Nghe chưa? Trong đó mình đã có được là a của chúng ta biên độ là đỉnh sóng này này. Đấy, là bao nhiêu các em nhỉ? 2 cm, đúng ạ? Ly độ cực đại là biên độ ngay chưa đỉnh sóng cho ta biết được luôn biên độ là 2 cm bây giờ mình cần tính cái thằng omega nghe chưa thầy vẫn dạy các bạn rồi một hình sin hoàn chỉnh của chúng ta sẽ là một lambda tức là một bước sóng nên là từ đây sang đây của chúng ta sẽ là hai đúng không ạ đây là một đây sẽ là hai và đơn vị của chúng ta là dm tức là decimet đúng không ạ có được luôn là lambda của mình là bằng hai dm Đấy, 2 dm tức là bằng 20 cm. Xong không? Hoặc là bằng 0,2 m. Từ đây các bạn tìm vào tần số F thôi. F của chúng ta là bằng gì nhỉ? V chia cho lambda. Nghe chưa? Là bằng đổi hết về cm nhá. Đúng không ạ? 2 m thì là 200. Đây là 20 luôn rồi. Nghe chưa? F của chúng ta là bằng 10. Đấy, he. Sau khi có F bằng 10 h là mình sẽ được cái thằng omega chưa? Omega của chúng ta là bằng 2 pf đúng không ạ? omega là bằng 2 pi f đấy 2 pi nhân với 10 là 20 pi đúng không đơn vị của omega là radian trên dây rồi thì mình có được cái thằng a rồi có được cái thằng omega rồi thì cái chúng ta cần tìm ở đây đó chính là cái phi không hay nói khác nó là cái pha ban đầu đúng không thì thầy uh, vì cho đây 7 phần ba là cách gốc 7 phần ba nhưng cách xa quá thì uh, đưa nó về gốc hai cho nó đẹp ạ, đưa gọi là điểm n đi nhá. Đấy, muốn biết được điểm M cụ thể đang ở đâu thì mình phải lấy một cái điểm cố định để so sánh điểm M với điểm cố định đó Vì điểm M của chúng ta đang là một điểm lơ lửng Nghe chưa? Mình phải lấy một điểm cố định để bấu cái điểm M và điểm đó Thì điểm cố định ở đây thầy chọn là điểm N Đúng không ạ? Bài toán nào đẹp hơn Các em thầy chọn là điểm cố định điểm đáy Hoặc điểm đỉnh, hoặc điểm này cũng được Nghe chưa nhỉ? Thực chất bài này thầy dùng điểm đỉnh cũng được Vì thầy đã biết được bước sóng lambda bằng 2 rồi nghe chưa nhỉ nhá thì tóm lại là các bạn chọn làm sao cho nó đẹp thôi nghe chưa thì sóng của chúng ta là truyền theo chiều dương của trục OX tức là truyền theo chiều từ trái qua phải thì điểm N và điểm M của chúng ta là sườn đón sóng đúng không ạ? Thầy cô các em dạy trên trường rồi đúng không ạ? Sườn đón sóng thì phải đi xuống nghe chưa? Và tất nhiên thầy dạy kiểu khác, thầy dạy kiểu bố con cơ, nhưng thầy dạy cái kiểu mà sườn đón sóng đi xuống cho các bạn quen Nghe chưa? Rồi, điểm M và điểm N của chúng ta cách nhau bao nhiêu đây các em? 7 phần 3 trừ cho 2 là 1 phần 3 đúng không? Nghe chưa? Khoảng cách giữa M và N là D là 1 phần 3 mét. Xong chưa? Từ đây các bạn suy ra hộ thầy độ lệch pha delta phi là bằng 2 pi D trên lambda. Với những bạn trong nhóm kín thầy không dùng công thức này. Công thức này dùng để tính độ lệch pha trong tình huống này hơi chậm. Nghe chưa? Thầy dùng kiểu khác cơ nghe chưa dùng kiểu gì thì <laughs> thôi không quan trọng lắm đúng không ạ ta dùng công cơ bản đi nghe chưa là hai nhân với lại 1 phần ba chia cho hai ok nó ra là bằng bao nhiêu các bạn nhỉ nó ra là bằng pi trên ba radian đúng không ạ thầy dùng kiểu gì trong nhóm thầy dùng là thầy lấy d chia cho lambda đúng không ạ d chia lambda là bao nhiêu nhỉ bằng lambda chia sáu đúng không ạ lambda chia sáu thì luôn độ lệch pha là bằng 60 độ luôn là pi trên ba nghe chưa đấy ở đây các bạn nhìn luôn này ờ, sóng truyền theo chiều từ trái qua phải bài này các bạn không cần phải vẽ vòng tròn lượng giác làm gì nhưng mất công thật sự mất công nghe chưa nhìn này sóng truyền từ trái qua phải truyền đến n trước rồi đến truyền đến m sau vậy suy được là m của chúng ta là trễ pha hơn n nghe chưa m là trễ pha Đấy chưa hơn n nghe chưa một góc là pi trên 3 đúng không ạ m trễ pha hơn n một góc là pi trên 3 Xong chưa? Vậy thì pha của N là bao nhiêu? Các bạn nhìn luôn này, pha của N của chúng ta đây là pha ban đầu luôn nhá. Vì sợi dây là xét ở thời điểm là t bằng 0. Nghe chưa? Ban đầu của N có pha bao nhiêu các bạn ơi? Nó đang từ cân bằng và có xu hướng đi xuống. Từ cân bằng đi xuống thì pha của nó phải là pi chia 2. Đúng không? Từ cân bằng đi xuống thì pha của N chính là pi chia 2. Vậy thì ta được suy ra được pha của M phi m của chúng ta đúng không ạ là pi chia mấy các em pi chia 6 bởi vì m trễ pha hơn n pi chia 3 đúng không ạ từ cân bằng đi xuống chắc chắn pha là pi trên hai các bạn nhé không cần phải vẽ phòng trường lượng giác ở đâu nghe chưa vậy thì mình suy được cái phương trình tổng quát của điểm m chưa xong xuôi rồi đúng không ạ đây là pha ban đầu luôn nhá chính là u m là ly độ của điểm m là hai cốt 10 pi À thầy nhầm 20P Đúng không? 20 t Cộng với lại P chia 6 Đơn vị của Đây là cm Đúng ạ, cm Xong chưa? Và đây chính là kết quả của bài toán UM bằng 2 cốt 20 t Cộng với P trên 6 cm Ok các bạn nhé Thầy chữa em câu sau Câu này là đi tìm độ lệch pha của hai điểm bất kỳ trên dây thì đây là bài toán nó khó đấy các bạn nhé không phải bài toán đơn giản là các bạn áp dụng công thức độ lệch pha bằng uh, delta phi bằng 2 pi d trên lambda là xong đâu nghe chưa các bạn cứ nhìn kỹ hình các bạn sẽ biết là nó khó hơn bình thường một chút nhìn luôn hộ thầy này một sóng cơ truyền trên một sợi dây đàn hồi tại thời điểm t hình dạng dây được biểu diễn như hình vẽ ở đây tìm độ lệch pha giữa m và n nghe chưa m và n thì khoảng cách của nó bé hơn một nửa của hình sin hoàn chỉnh nên chắc chắn độ lệch pha của nó là nhỏ hơn 180 độ Nghe chưa? Ở đây người ta chưa cho chiều truyền sóng thì cứ giả sử sóng truyền chiều này đi. Sóng truyền chiều nào cũng thế thôi, độ lệch pha nó sẽ không thay đổi được. Nghe chưa? Vì độ lệch pha là phụ thuộc vào khoảng cách, nghe chưa? Để các bạn đo khoảng cách từ M đến N không đo được, nghe chưa? Vì M của chúng ta cách đây này là 1 phần 3 của cái này Nhưng N của chúng ta là 1 phần 3 ở cái bên này Đúng không ạ? Nó khác nhau các bạn nhé Đúng không ạ? M là 1 phần 3 theo phương ngang Còn N là 1 phần 3 theo phương thẳng đứng Nghe chưa? đấy nên nó khó hơn là các bạn dùng cái việc này các bạn không có khoảng cách giữa m và n nghe chưa đồ thì nó không miêu tả khoảng cách giữa m và n nên các bạn không dùng được công thức delta phi bằng 2 pi d trên lambda nghe chưa đấy mặc dù mình biết độ lệch pha bằng uh, 2 pi d trên lambda nhưng dùng ở đây là bị phá sản đúng không ạ vì uh, bài toán nó khác một chút rồi đúng không ạ nào m là 1 phần ba theo phương ngang ta nhìn luôn này ờ uh, lambda của chúng ta là một hình sin hoàn chỉnh đúng không ạ lambda là một hình sin hoàn chỉnh nó sẽ là mấy ô ly các em đây là ba ô ly đúng không ạ vậy lambda của chúng ta là bằng 6 ô ly nghe chưa lambda là bằng 6 ô đấy m cách ô là mấy ô ly m cách ô là một ô ly Nghe chưa? Đấy Thì các bạn biết luôn là nếu mà cách ô là một ô ly Tức là khoảng cách là D bằng 1 ô Chính là bằng lambda chia 6 Nghe chưa Lambda chia 6 thì độ lệch pha giữa M và ô Là bao nhiêu độ các okay? em Hãy hiểu lambda là 360 360 chia 6 chưa Là bằng 60 độ nha Nên độ lệch pha giữa M và ô Là 60 độ Thì, thì quy về cái điểm ô đó nhìn này Và nó khó hơn nhiều nhá. Bài toán dễ thì cứ cái này mà dùng thôi, như đây là bài toán khó, nghe chưa? Nào, sóng truyền chiều này thì sườn đón sóng là đi xuống đúng không ạ? M đi xuống, O cùng sườn, O cũng đi xuống, còn N là sườn ở phía sau, N là sườn ngược lại thì N sẽ đi lên. Nghe chưa? O là cân bằng đi xuống nên đây là điểm O ở đây. đấy chưa? Các bạn vẽ cái vòng tròn lượng giác ra, đây là đường tròn miêu tả li độ ô qua cân bằng và đi xuống đúng ạ à? đồ thị hình sin của chúng ta cho là ô qua cân bằng và đi xuống m trễ hơn ô 60 độ nên m ở đây đấy đây là m đúng ạ à? trễ hơn ô một góc là 60 độ Nghe chưa? Đấy Thì từ cái việc là mình lấy điểm M Mình bấu vào điểm O Là sẽ ra, ra được vị trí chính xác của điểm M Đúng không ạ? Đây là cách làm Đúng không ạ? Tìm một cái điểm lơ lửng Là ta lấy một điểm cố định Bấu cái điểm lơ lửng đó vào Nghe chưa? Thì M trễ pha hơn O Một góc là 60 độ Vì sóng truyền từ O rồi mới đến m Nên m phải trễ hơn ô Nên vector của m phải đuổi theo ô Đừng bạn nào lấy là gì nhỉ ở ừ, m phía trước đây và lệch với ô 60 độ là sai Lúc đó lại là gì nhỉ Độ lệch pha nó lại khác Và lúc ấy đã không phải là m mà trễ hơn là sớm hơn ô nữa ngay chưa, chuẩn là phải như này Là m phải đang đuổi theo ô Các vector là quét ngược chiều kim đồng hồ ngay chưa, m đuổi theo ô một góc là 60 độ Tiếp theo điểm n bây giờ ở đâu Nhìn hình này đỉnh sóng của chúng ta có biên độ là 3 ô ly theo phương thẳng đứng. Điểm n ở 1 ô ly, ly độ bây giờ là 1 ô ly và có cái xu hướng đi lên. Vậy thì biểu diễn trên vòng tròn lượng giác được biểu diễn như nào? Đúng không ạ? Đây, biên độ là 3 ô ly, đúng không ạ? Ly độ của thằng n là 1 ô ly, đúng không ạ? 1 ô ly. Đấy, và có cái xu hướng đi lên. 1 ô ly là 1/3 chưa? Xu hướng đi lên thì vector nó sẽ ở bên bên dưới, đúng không ạ? Đây là thằng n. Đấy. tìm cái vector n lại tìm ra cách thông thường của chương 1 là cái chương dao uh, động cơ, nghe chưa? Đây là bằng 1 thôi. Vậy thì góc hợp ở đây của chúng ta là bao nhiêu độ là các em? Arc cốt của 1/3 đúng không à? ạ? Là 70,5 độ, 70,53 độ. Đúng chưa? 70,5 độ đi. Xong ạ. À. Vậy đây của chúng ta là góc 30 độ. Đây là 60 đến 30 chưa Và N thì trễ pha hơn M Vì N phía sau mà Nên là N sẽ phải đuổi theo M nghe chưa N sẽ đuổi theo M Và do khoảng cách giữa M và N là bé hơn lama chia cho 2 Nên chắc chắn là gì nhỉ M với N chỉ lệch pha nhau một góc là nhỏ hơn 180 độ thôi nhá Nên từ đây suy được độ lệch pha giữa M và N Nếu tính theo độ là 100,5 độ Đấy chưa nha Độ lệch pha giữa M và N Đấy, delta phi độ đánh pha giữa M và N nha. Là lấy 30 cộng với 70,5 chưa? Là 100,5 độ. Đấy. Rồi. Nếu bạn nào thích đổi sang radian, 100,5 đúng không ạ? Nhân với pi phần 180 nhá. Nó sẽ là 1,75 radian, nghe chưa? Đấy, hoặc con số khác là 1,75. Đúng không ạ? Radian nếu thích đổi sang radian. À? Đấy, bài toán này nó không đơn giản là các bạn dùng công thức được luôn đâu, nghe chưa? Vì khoảng cách giữa M và N nhìn đồ thị không có được, nghe chưa? bắt buộc các em phải vẽ đồ thị, rồi so sánh điểm M với điểm O, điểm N là so sánh kiểu với điểm đỉnh, đúng không ạ? thì mới làm được. Nó là gộp của hai dạng lại, đúng không ạ? gộp của cái dạng bên trên và gộp bên dưới mới ra được M và N, bài toán khá là hay nhá Thầy chữa các em câu sau: sóng truyền trên một sợi dây đàn hồi với bước sóng lambda tại thời điểm t sợi dây có dạng như hình vẽ yêu cầu tìm khoảng cách giữa m và n nghe chưa đây là bài toán tìm khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ đúng không ạ đấy trên ờ ừ, sợi dây nhá thì khoảng cách giữa m và n của chúng ta nó không phải là khoảng cách theo phương ngang nếu người ta nói là khoảng cách giữa m và n theo phương ngang thì đã dễ đúng không ạ đây là khoảng cách giữa điểm m và điểm n nên các bạn phải làm sao nhỉ? Ừ, các bạn phải nối lại với nhau đúng không ạ đấy xong các bạn tính cho thầy cái khoảng cách này Nghe chưa? Vậy thì để tính khoảng cách này thì sẽ dạy các bạn làm rồi Nó dùng công thức đường chéo Đầu tiên là các bạn phải tính được khoảng cách theo phương ngang Nghe chưa? Sau đó các bạn cộng thêm một cái phương thẳng đứng Phương thẳng đứng các bạn nhìn đồ thị luôn của chúng ta Là bao nhiêu các bạn nhỉ? Ờ, ừ, đây là hai, đây là một chưa? Thì phương thẳng đứng của chúng ta Nó sẽ là 3cm À, thì thêm đơn vị đây nhá Đấy chưa? U là cm X của chúng ta cũng là cm Xong chưa? Đấy, Bài này các không đo đâu nha <laughs> Vì tỷ lệ vẽ nó không chuẩn nó sẽ không đo ở đâu Nên nhờ, Bài làm hẳn hoi ra thôi nhá. Thì khoảng cách theo phương thẳng đứng là 3cm Khoảng cách theo phương ngang của chúng ta chính là D Nghe chưa? Cái D này và cái chúng ta cần tính Nghe chưa? Rồi, đấy, chúng ta dùng công thức là Pythagore cái là xong Nghe chưa? Đây, phương ngang là D Phương thẳng đứng là 3 Nghe chưa? Thì khoảng cách giữa M và N của chúng ta Chính là căn của d bình cộng cho 3 bình đúng không? và nhiệm vụ của chúng ta là chỉ việc đi tính cái thằng d thì d muốn tính thì nó sẽ xuất phát từ đâu? nó xuất phát từ công thức tính độ lệch pha thôi các em ơi, nó chính là delta phi của chúng ta bằng 2 pi d chia cho lambda nhớ chưa? thì nhiệm vụ các bạn là tính độ lệch pha delta phi đổi sang radian rồi ném vào đây Đấy, lambda thì có rồi là mấy các em? Là 10, đúng không ạ? Một nửa hình sin là 5, đây sẽ là 10 Xong không? Đấy, là có delta phi, có lambda là ra D Vậy bài này sẽ chưa cho chiều truyền sóng Thầy giả sử sóng truyền theo chiều dương của trục OX Truyền từ trái qua phải, đúng không ạ? M là sườn đón sóng thì sẽ đi xuống N là sườn phía sau chưa? Là sẽ đi lên, đúng không? M có ly độ 2 và đi xuống đúng không ạ? Thì các bạn sẽ vẽ lên cái vòng tròn lượng giác của chúng ta thôi. Biên độ là 3, đỉnh sóng là 3 đúng không? Nhá. Nào, ly độ 2 và có xu hướng đi xuống chia này là làm 3 phần này các bạn này. Đấy chưa? Ly độ 2 đây. Xu hướng đi xuống thì vector nó sẽ ở bên trên. Đúng không? Nhá. Đây là m. Đúng không? Thằng n là âm -1 và đi lên. Âm -1 là về phía này rồi, cũng chia làm 3 phần. Âm -1 đây Đúng không? Âm 1 và đi lên Thì làm sao các bạn ơi? Đi lên thì vector nó ở bên dưới Đấy, đi xuống thì vector bên trên Còn đi lên thì vector lại ở bên dưới nhá Đấy Xong chưa? Đề thằng N của chúng ta Rồi Vậy thì các bạn nhìn được luôn là Sóng của chúng ta là truyền theo chiều dương của trục OX Nên điểm nào đang phải đuổi theo điểm nào các bạn nhỉ? Hả? N phải đuổi theo M Nghe chưa? N đổi theo M Nên góc này của chúng ta mới là góc lệch pha nhé Góc lệch pha của chúng ta sẽ là bao nhiêu độ các em? Lấy góc này cộng với 90 độ là góc này Cộng tiếp góc này Đúng không? Góc này của chúng ta là ác của 1 phần 3 Đúng không ạ? Nhiều bạn thấy chưa hiểu vì sao này ác 1 phần 3 Góc này và góc này là hóc so le trong Đúng không? Một đây là cạnh đối Huyền là ba chưa sin bằng đối trên huyền, góc này là arcsin 1/3 nhá. Đây là 90 độ, đúng không ạ? Đây là arccos của 2/3. Thì arcsin 1/3 cộng với 90 cộng với arccos của 2/3 sip mode 4 để đổi sang radian, nghe chưa? Nhá. Rồi, à không, thầy không đổi sang radian được. Thầy nhầm, thầy đang dùng là 90 độ rồi, đúng không ạ? Độ lệch pha giữa M và N của chúng ta là 157,66 độ, nghe chưa? Cẩn thận này, cẩn thận này. Chỗ này dễ nhầm lắm này. Nhiều bạn sẽ nghĩ là độ lệch pha giữa M và N là 157 Nghe chưa? phẩy 66 độ. Đúng hay sai các bạn nhỉ? Về mặt vòng tròn, lượng giác, đúng không ạ? Thì mình lấy góc này, cộng góc này, cộng góc này chưa? Lấy ba góc cộng lại với nhau, đúng là 157,66 độ. Mình cộng không nhầm một chỗ nào hết, đúng không ạ? Nhưng về mặt sóng cơ học ta đã bị sai mất rồi, đúng không ạ? Vì M và N nó cách nhau rất xa Nó cách nhau quá một bước sóng Mà cứ một bước sóng là 360 độ Nhìn cho kỹ này Đây này, từ M đến nào đoạn này chưa Từ đây đến đây đã 360 độ rồi, đúng không ạ? Từ điểm năm này đến điểm 10 năm ở đây thôi Đã là 360 rồi Nên thực chất độ lệch pha giữa M và N Nó phải là quá 360 Đúng không ạ? Đấy, các bạn nhìn nhá N đuổi theo M phải vài vòng Như kiểu biết đua xe ấy Nó trễ hơn vài vòng cơ Chứ không phải trễ hơn có một tí này đâu nghe chưa nên các bạn có thể làm dịch điểm một chút này các bạn dịch điểm lại này đây điểm n chưa các bạn dịch vào cái điểm n phẩy này đấy điểm n phẩy là cái điểm tương tự như điểm n nó có giống giống hệt cái trạng thái như n cũng là âm một và đi lên đây âm một đi lên chưa thì n với n phẩy đã là cách nhau đúng một lambda nghe chưa từ đây sang đây này là vừa khít một lambda luôn sóng lặp lại một trạng thái là một lambda. Đoạn từ đây sang đây là 360 độ, còn đoạn từ đây đến đây mới là 157,66 độ. Nên độ lệch pha thực sự nó phải cộng thêm 360 nữa. Nghe chưa? Đây là chỗ khó nhất này. Và thầy mà làm càng dài ra em phải càng để ý cộng thêm nhá. Bài toán này bị lừa chỗ này khẳng, khẳng định là nhiều bạn sẽ bị lừa chỗ này. Nghe chưa? Bạn nào mà thông thái rồi thì chả có gì lừa lẫn các em cả. Nghe chưa nhỉ? Nhưng bạn nào mới gặp lần đầu có thể bị lừa nhá. Đấy. Thế thì các bạn Chú ý luôn, nghe chưa? Thì n và n phải các bạn dịch vào. N và n phải cách nhau đúng một bước sóng, lệch nhau 360. Đúng không? Cứ cách nhau một bước sóng, lệch 360. Xong rồi đây. Đấy, thực chất cái này là 157,66 độ. Đấy, cộng thêm 360 nữa mới ra được độ lệch pha thực sự giữa m và n. Xong chưa? Rồi, các bạn cộng thêm 360 vào là 517,66 độ. 517 phẩy 66 độ các bạn đổi sang radian hộ thầy nhân với pi phần 180 9,03 Đấy Radian, tôi thể ghi là 9 radian cho nhanh Đấy chưa 9 radian, đây Xong rồi với thế này các này, 9 này Bằng 2 pi D là khoảng cách cần tìm Lambda bằng 10 m Nửa hình sin là 5, thì lambda là 10 chưa Ok nhá Vậy là 9 nhân với 10 chia cho 2 pi là ra D luôn. D của chúng ta là 14,32 m, 32 cm. D đây. 14,32 cm. Rồi. Rồi. Bây giờ mới thế đây lên đây mới ra được MN căn của à, căn của an sơ bình cộng cho 3 bình. Đúng không? Nhá. 14,63 cm mới là kết quả cuối cùng câu này. Đấy, như thế thôi nó không dễ lắm đâu, nghe chưa? 14,63 cm là kết quả cuối cùng. Nhá. Ok. Rồi. Đấy, cẩn thận khoanh nhầm này là chết này. Các bạn không Pythagore khoanh khoanh là ngay đáp án là 14,32 đúng ạ nhưng khi biết là khoảng giữa m và n nó phải cách theo thì nhỉ không gian đúng ạ là đường chéo đúng không em nhỉ nhá nên đây là một câu dễ lửa thầy đánh giá đây không khó đúng ạ với những cao thủ ở đây câu quá bình thường nhưng mà với bạn nào mới gặp thì cẩn thận nhá đúng không ạ nên học thầy phải có những câu mà lừa lừa một chút như này nghe chưa cho các em phải giật mình một tí nhá ok thầy chữa các em câu sau một nguồn sóng trên mặt nước tại điểm ô tạo ra các vòng tròn sóng đồng tâm với bước sóng là lambda đấy chưa nhớ là ô là tâm sóng và các vòng tròn sóng là từ tâm ô lan tỏa ra với bước sóng lambda gọi C là đường tròn trên mặt nước có bán kính 4 lambda và đi qua ô C là đường tròn là một cái hình mà mình gọi nó ra nhớ chưa nhá nó có bán kính 4 lambda và đi qua ô cùng nằm trên mặt nước với điểm ô C và O là cùng nằm trên mặt nước Các bạn lưu ý là người ta đánh lừa các bạn về trực quan đấy nhá Sóng của chúng ta là đang từ nguồn O lan tỏa ra còn C là một cái hình mình gọi ra để mình giải toán thôi Nghe chưa nhỉ? Không đừng nhầm là C lại là gì nhỉ? Để là tâm sóng lại là sai đấy nhá Vậy trên cái đường tròn C này, này Có bao nhiêu điểm dao động cùng pha với nguồn O Một điểm bất kỳ Muốn dao động cùng pha với O Thì phải cách O một số nguyên lambda theo phương ngang Tức là vị trí cân bằng giữa điểm đó và điểm O phải cách nhau một số là nguyên lần lambda. Ví dụ thầy lấy là K bằng 1, nghe chưa? Đấy, thì chắc chắn là D của chúng ta là bằng lambda. Một điểm cách O một số bằng 1 lambda thì sẽ cùng pha với O. Vậy thì có bao nhiêu điểm cách O một lambda sẽ có vô số điểm cách O một lambda và các điểm đó thì nằm trên đường tròn tâm ô bán kính một lambda lưu ý là sóng của chúng ta là đồng tâm ô ngay chưa? ví dụ đây này đúng không ạ là cái điểm này này điểm ô là điểm tâm sóng chưa và có vô số điểm cách ô một lambda đây là vòng tròn có bán kính một lambda đúng không ạ trên ô thì có rất nhiều các điểm đấy trên vòng tròn này có rất nhiều các điểm là cùng pha với ô tạo thành tập hợp là một đường tròn chuẩn chưa nhá yeah. đấy xong rồi cứ tư thế thôi xong rồi bán kính uh, tâm ô bán kính hai lambda thì sẽ cùng pha với tâm ô bán kính ba lambda thì sẽ cùng pha với ô anh chưa nhỉ tức là trên một cái vòng tròn tâm ô này, có vô số điểm nhưng người ta hỏi là trên hình đường tròn c đúng không ạ thì nhìn luôn này vậy ta phải thỏa mãn hai điều kiện vừa nằm trên c mà vừa cùng pha với thì chứng tỏ cái điểm đó là giao điểm của đường tròn c với đường tròn tâm ô bán kính nguyên lambda nghe chưa vậy mình xem là cái đường tròn c này của chúng ta ở đây nó cắt được bao nhiêu giao điểm với các đường tròn tâm ô bán kính nguyên lambda nghe chưa nhìn luôn này bán kính một lambda cắt tại hai điểm bán kính hai lambda cắt tại hai điểm nữa đúng không ạ vậy mình nhìn xem là sẽ có bao nhiêu vòng tròn tâm ô bán kính nguyên lambda giao được với đường tròn c này mấy các bạn nhỉ có tất cả là mấy các em đó là 8 đúng không ạ? 1 lambda giao 2 lambda 3 lambda 4 lambda là đi qua C luôn. Trong thế 5 lambda, 6 lambda, 7 lambda và 8 lambda của chúng ta là đường tròn giao cuối cùng. Còn nếu đến 9 lambda thì cái vòng tròn 9 lambda tâm O ấy nó bao trọn đúng không ạ? Đường tròn C mất rồi. Nghe chưa? Vậy thì ta sẽ có được là các vòng tròn giao với C ấy là từ 1 đến 8. Mỗi vòng tròn giao tại hai điểm, riêng cái đường số 8 là sẽ tiếp xúc trong với lại được trường tâm C chưa nên chỉ có một điểm thôi vậy các sẽ có luôn là 8 vòng tròn giao nhân với hai đúng không ạ và có một vòng tròn là tiếp xúc đúng không ạ đây là cắt nhau tại hai điểm này nhưng sẽ có một vòng tròn tiếp xúc là bao nhiêu các nhỉ ừ, tất cả là 15 điểm giao vậy tức là 15 điểm mà vừa thỏa mãn là trên C và vừa thỏa mãn là cùng pha với O chắc chắn trên C và cùng pha nó phải là giao điểm của C và đường tròn tâm O bán kính nguyên lambda nghe chưa đấy em cứ hình dung nhá nó hơi trừu tượng một chút một lambda cắt tại hai điểm xong rồi hai lambda cắt tại hai điểm nữa xong cứ thế cứ thế cứ thế nghe chưa nhỉ đấy đến 8 lambda là tiếp xúc cuối cùng tiếp xúc trong nhá thì 8 nhân hai trừ một là mười năm em hiểu không nhỉ ok xong câu này nhá thấy chưa các bạn câu sau một sóng ngang truyền trên một sợi dây đàn hồi với biên độ a bước sóng 10 cm M và N là hai điểm dao động ngược pha. Nếu như M và N là hai điểm dao động ngược pha, thì khoảng cách giữa M và N tính theo phương ngang là bán nguyên lần của lambda. Tức là 0,5 lambda, 1,5, 2,5, 3,5 lambda. Xong chưa? Trong khoảng giữa M và N có 5 điểm vuông pha với M. Cái dữ kiện này để chúng ta xác định được chính xác cái số bán nguyên đó là số bán nguyên bao nhiêu? Đấy, 2,5 hay 3,5, đúng không? Thì khoảng cách giữa xa nhất giữa M và N trong quá trình dao động là 5 căn 33 cm, yêu cầu tìm A. Rồi, thì cái này cũng cơ bản thôi, đúng không ạ? Khoảng cách giữa M và N chắc chắn của chúng ta nó là một đường chéo, đúng không ạ? Nối từ M đến N. Đấy, đường chéo này được đưa vào trong một tam giác vuông, đúng không ạ? Khoảng cách theo phương ngang này chính là D. D này của chúng ta là bao nhiêu lần? Đấy, bán nguyên lambda đấy, đúng không ạ? nhá. Yeah. Còn theo phương thẳng đứng này của chúng ta bằng hai lần a. Vì sao có hai lần a? Trong khoa học thì đã dạy rất là kỹ rồi, đúng không ạ? M và n dao động ngược pha với nhau, xét theo phương thẳng đứng, chúng sẽ cách nhau xa nhất khi một thằng ở biên dương và một thằng ở biên âm, vì chúng ngược pha với nhau mà đúng không ạ trong khóa học thầy còn dạy là vuông pha với lại là lệch pha bất kỳ cũng làm được đúng không đây là thầy cho trường hợp dễ nhất là trường hợp ngược pha với nhau còn lệch pha nhau bao nhiêu cũng làm được hết nghe chưa nhá cái này muốn biết vì sao thì em phải học uh, uh, kỹ hơn ở phần do động cơ đúng không ạ nhá hôm qua nào trong khóa học, thầy cũng biết rồi đúng không đấy nó là do động cơ thôi vì xa nhất là một thằng biên dương một thằng biên âm mà để có biên dương biên âm phải là ngược pha với nhau còn nếu như mà lệch pha nhau 60 độ thì không phải biên dương biên âm nữa Chứ nhỉ? Nó chỉ là biên âm biên dương khi là ngừa pha với nhau. Và một thằng biên đông một thằng biên dương với biên độ là a, đúng không ạ? Thì chắc chắn cách nhau 2a rồi. Đây thầy là điều đã dạy trong khoa học rất nhiều, hiển nhiên nhá. Rồi, và cái d của chúng ta là bao nhiêu? Đấy, đoạn này của chúng ta là 5 căn rồi nhá. Đấy, Pythagore cái là xong luôn. Nhiệm vụ các bạn tìm d. D là một số bán nguyên lần của lambda. Vậy là bao nhiêu lambda? Dựa vào dư kiện 5 điểm vuông pha với m dạy quá nhiều trong khóa rồi thật sự toàn những câu thể dạy đúng không ạ thì nó cách nhau là 2,5 lambda vì sao lại là 2,5 lambda 2,5 đó chính là một số bán nguyên chứa được trong đó năm số bán bán nguyên theo thuật ngữ thể dạy trong nhóm đúng không ạ nó chứa số nào các bạn nhỉ nó chứa số 0,25 0,75 0,75 năm 1,75 và 2,25 đúng không? Đây chính là 5 điểm vuông pha với m cách m một số bán bán nguyên lambda theo cái thuật ngữ của thầy nhá. Tức là cách m lambda trên 4, 3 lambda trên 4 đúng không ạ? Xong rồi là 5 lambda trên 4, 7 lambda trên 4, 9 lambda trên 4. Nghe chưa? Nó là những số lẻ lần của lambda trên 4 thì sẽ là vuông pha với m và số 2,5 sẽ chứa được 5 số này. Nghe chưa Rồi 3,5 thì chứa được 7 số, nghe chưa Nếu ta cho thành 7 điểm vuông pha sẽ là 3,5. Được chưa? Cái này dễ nhóm rồi nha, thầy dạy nhiều bạn khó hơn như này, đây cũng rất bình thường, nghe chưa? Là lấy 10 nhân với 2,5 của chúng ta là bằng 25 cm, đúng không ạ? Khoảng theo phương ngang D bằng 25 cm, đúng không? Xong rồi các bạn dùng Pythagore thôi nhá. 5 căn 33 bình phương. Đúng không? Trừ cho 25 bình căn ra là 10 căn 2 từ đây suy được là 2A của chúng ta là 10 căn 2 đúng không nhá A của chúng ta sẽ bằng 5 căn 2 đấy chưa cm nhìn thấy thầy làm thấy thì làm dễ thôi nhưng mà để làm được bài này phải cho bạn nào mà học nhiều rồi học quen rồi bạn nào mà mới gặp câu này mà cũng hơi khó đấy nhất là sẽ không hiểu vì sao đây lại là 2A nhất là sẽ không hiểu đây vì sao lại là 2,5 lambda đúng không ạ đây là những cái mà đã dạy rất là nhiều rồi nhá. Ok, vậy thì thầy đã kết thúc cái tiết học trọng điểm sóng cơ học hôm nay của chúng ta. Đây là buổi đầu tiên số 01 nên thầy chọn những bài tập nó tương đối nhẹ nhàng và cũng khá là dễ nha. Yeah. Các bạn đừng nghĩ rằng những câu hôm nay khó, những câu hôm nay toàn bộ những câu mà thầy đã dạy rồi, rất là cơ bản và rất là dễ cho các bạn luyện tập lại và ôn tập lại. Uh, video này được công chiếu lúc 10 giờ đêm đấy ạ Trên uh, fanpage của thầy nhá, yeah. thầy uh, Vũ Ngọc Anh chuyên luyện thi vật lý 10 11 12 và trên YouTube của thầy nữa. Các bạn có thể follow và để ý nhá. Yeah. Thì thầy sẽ phát số này uh, những cái số này 3 đến 4 buổi trên một tuần. Các bạn chú ý đặt uh, chuông thông báo và theo dõi fanpage của thầy nha. Để cứ 10 giờ tối lại lên fanpage của thầy học những cái buổi mà trọng điểm sóng cơ học và thầy sẽ đưa các em những bài toán mà các em hay gặp đúng không? Và những kỹ thuật xử lý mà uh, trong những tình huống bất ngờ các em có thể làm bài được nhá Thì thầy nghĩ rằng là những video này rất là bổ ích và các bạn hãy nhớ chia sẻ và like cho thầy giúp thầy lan tỏa đến nhiều bạn khác hơn nhá Cảm ơn các em vì những nút like, nút share. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các em vào số 02 uh, buổi hôm sau lúc 22 giờ trên fanpage của thầy. Chào các em.